Xin chào tất cả anh em. Thời gian ở đây thì đội hình cấu để đang là mưa làm gió ở trong rank. Thực tế các vị tướng này sẽ không quá đáng sợ nếu chỉ xuất hiện một mình, nhưng khi kết hợp lại thì lại hoàn toàn khác. Ra những combo của Elsu, Fidu, Liliana, rồi vị tướng thay nhau khác như Joker và cũng đây là Bio, Ikki, Rat, Trinci và nhiều tên hay ho khác. Không khác gì mấy dạng combo xuất kiểu ở Graves, Vera hoặc Nata. Một khi đã kết hợp thì quá đáng gờm, và chính vì TNG nhận được rất nhiều bình luận của anh em hỏi về cách khắc chế. Chứ chưa đánh mà đã hết máu thì đúng là không làm ăn được gì à. Đặc biệt là ở đường rồng và giao tranh về sau nhá. Vậy tại sao đội hình cấu đỉa lại mạnh? Qua đó ta biết được điểm mạnh và điểm yếu của nó để khắc chế. Khi kẻ địch đã xác định pick đội hình cấu đỉa thì nó có một số mục đích như là muốn chiếm lợi thế giai đoạn tiền giao tranh, hoặc là tranh chấp mục tiêu, hoặc là tạo sức ép trong việc công hoặc là thủ trụ, tạo tiền đề cho kẻ địch có vị tướng vét mạng khủng hoặc là sốc đam khỏe nhà Quilen này, Quilen Batter hoặc là Aoi và rất là nhiều sát thủ đấu sĩ khác. Đây là cái đội hình mạnh ở giải đấu và rank xuất hiện rất là nhiều. Sau đây là cách khắc chế và một số vị tướng anh em để tận dụng. Trước khi bắt đầu tìm hiểu, anh em nhấn like video này để tạo động lực thêm cho S nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh, đừng quên ủng hộ S, xuống tảng 2 triệu đăng ký nhá. Siêu siêu hot anh em ơi, TNGshop.vn đang có chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn. Khi anh em mua một nick liên quân bất kỳ trên shop là anh em nhận ngay quân huy free vào tài khoản shop của mình lên tới 500 quân huy. Ngoài ra, shop mới ra thêm vòng quay siêu phẩm với tỷ lệ trúng 19.999 quân huy cực kỳ cao. Không như thế, sau còn đang có sự kiện ưu đãi lớn dành tặng cho anh em nhà nhận quân huy free nè, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn suy nghĩ gì thêm? Truy cập ngay tngshop.vn để trải nghiệm ngay nào. Thứ nhất, Payna và vị tướng hồi phục mạnh có những đặc điểm, đặc tính khắc chế lẫn nhau. Ví dụ nhà tướng hồi phục mạnh có thể khắc chế được các kỹ năng cấu đỉa và gió thương khủng. Một số đội hình có lượng hồi phục tốt luôn luôn cực kỳ hữu hiệu để sống sót và khắc chế lại một đội hình cấu đỉa. Lựa chọn những vị tướng như kiểu Payna, Royi có chiêu giúp team về hồi phục và triệu hồi liên tục tái tranh, và như là Taara, Arthur, Zimlit, bọn này không sợ bọn cấu đỉa, kiểu là thích đứng chắn luôn khi bị tướng cấu đỉa khó lòng sức ép. Tức là Payna chỉ là một tướng ví dụ thôi, mà ta còn rất nhiều con bài hay ho khác, hoặc là như Lumbum, Bumtap và làm lá chắn khủng tối ưu. Khi mà anh em sớm cái lượng tướng và khả năng hồi phục cho bản thân hoặc cho đồng đội thì hãy duy trì cho đội hình không quá bị yếu máu sau pha cấu đỉa, tránh bị kẻ địch chủ động ép vào tranh. Quay trở lại với sức mạnh Payna ở phiên bản hiện tại thì đây bị tướng hồi máu khủng với chiêu hồn trước cuối. Chỉ cần anh em kích hoạt đúng thời điểm hai thức này thôi, Payna sẽ hồi máu cho đồng đội xung quanh. Chúng ta nói vui là không cần tế đàn di động đây rồi. Khả năng tái tranh cực kỳ tuyệt vời. Tuy nhiên Payna không có khống chế quá mạnh ngoài chiêu 2, nên các vị tướng khác cần phải là tướng có kỹ năng khống chế cứng trồng thêm. Payna tuy có khả năng hồi phục tốt nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi sách và đao truy hồn nên các bạn cần phải cẩn trọng. Búp máu khỏe thêm cái lối trang bị ưu tiên chống chịu nè, giúp vị tướng này sẵn sàng băng xả cùng team hiệu quả và bảo kê tối ưu chỉ được đội nhà, giúp anh em trong dạng đi đường tránh bị thua thiệt. Chúng ta sử hiệu du hiệp là ma tính, nâng mắc chiêu 1, cài máu thứ nhất, bổ trợ tốc biến hoặc tốc hành nếu anh em thích thì cầm hồi máu nhá. Thứ hai, Richter và vị tướng mở trang mạnh. Như đã nói ở phần đầu thì cách khắc chế thẳng vào việc bị cấu đỉa đó chính là hồi phục. Còn nếu hồi máu cũng phải là phong cách của anh em muốn chơi và muốn chọn ấy, thì các bạn có thể hoàn thiện cái lối chơi khắc chế cấu đỉa. Anh em để chọn tướng khả năng mở trang mạnh. Các vị tướng như vậy giúp đồng đội cực tốt. Chọn một số vị tướng khả năng càn lướt, hất tung hoặc là áp sát nhanh vào vị tướng cấu để kẻ địch là cách đánh cực kỳ trực diện như kiểu bọn Lictor, Vulcan, hay là các vị tướng trợ thủ như là Tachi, Arthur mở trang liên tục cực ổn, hay đơn thuần như là Graves, Malok băng trụ cho bạn nó hốt luôn. Tức là team cấu đỉa ấy, nó phụ thuộc dạng không muốn ra tranh trực diện lập tức mà nó muốn đánh cấu đỉa từ từ dần dần. Nếu bọn nó gặp một team băng xả ra tranh hoặc là sẵn sàng băng trụ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và dễ vỡ trận ngay. Nên team ấy các bạn thì cầm thêm cấm trụ cùng đồng đội úp sọt dễ chơi hơn rất là nhiều. Những vị tướng dạng như kiểu Richter này có năng tập trung vào nguồn sát thương cấu đỉa chính của địch, giúp team mở tranh khép góc và đồng đội dễ dàng chơi hơn. Đương nhiên, với Richter thì chúng ta đã có chiêu 2 hạn chế cấu đỉa rất lực rồi. Khả năng trước bản đồ tầm nhìn đảo gan thuộc rất là ngon. Lên trang bị ấy, toàn thủ nhưng cái lượng sát thương và khép góc thì vẫn quá ghê gớm. Nên để trị bọn cấu đỉa ngoài chất tướng ấy thì trang bị là vấn đề cần phải nhắc tới. Ví dụ kẻ địch ở đỉa phép mạnh quá, Lily rồi Gidu thì giáp Gaia hoặc là Destroy là cần thiết. Lý do bọn tướng cấu đỉa ấy, nó sẽ khó mở tranh, hầu hết là ở đỉa máu từ xa và với sải tay rất là dài. Sức đầu mà nó mở tranh là băng xả đúng không, nên nó rất sợ cái đội hình càn vào liên tục, đánh nhanh, mạnh và dứt khoát. Nhưng điểm mạnh của bọn đỉa này ấy, là tay dài, nên nếu bạn pick mấy tướng đù đù kiểu như Arum ấy rất dễ bị úp sọt, nên cẩn thận trước cái pick. Lictor các bạn có thể đa dạng về cái phù hiệu, có thể sử dụng mộc giáp này hoặc là du hiệp và kể cả đấu khí với đồ siêu tanh. Nâng mắc chiêu 1, cài máu thứ nhất, bổ trợ tốc biến nhé. Nếu kẻ địch có bị tướng hồi phục gắn ngay cái đao chuồn thật là sớm nhé. Tachi và Arthur thì đang nổi lên, cũng là một dạng không vừa đâu nhá. Thứ ba, Taara và vị tướng hồi phục khỏe, khả năng càn lướt cực mạnh. Hồi phục khỏe giúp Taara gần như không phải về tế đàn hồi phục và câu được rất nhiều lượng sát thương, phát ra an toàn Taara con bà chi hội cấu để hiệu quả. Với Payna nhiệm vụ nó là hồi phục cho cả team đúng không? Còn Taara là đại diện cho hội thiên hướng, hút đam và hồi phục cho bản thân. Tức là với chất tướng cấp này, cộng thêm việc anh em có trang bị hồi phục máu từ trang bị, từ phù hiệu, rồi cả từ bộ thức của mình, hồi phục quá căng, tái tranh khỏe. Nói không qua, Taara đang tạo tiếng vang lớn ở trong giải đấu chuyên nghiệp của Thái và Đài và rất là nhiều bộ phận anh em thích sử dụng ở trong đấu rank. Với cái mục giáp thì quá ghê rồi. Đi rank ta thể chọn đi slow hoặc đi trợ thủ đều được. Đa số anh em chọn đi trợ thủ. Đấu giải Taara đã chứng minh được cái độ lì và khả năng hướng đam khép góc tuyệt vời. Tương tự Taara, dạng như bọn Arthur, Thane, Zimlit, các vị tướng đấu siêu phục khỏe đang hot hoặc là mấy con đi rừng khỏe, không sợ hội bị sốc đam như kiểu Death Fit từ bố là những sự lựa chọn cực kỳ tối ưu. Chúng ta sử hiệu mộc giáp này, nâng mắc chiêu 2, cài mắc nhất, bổ trợ thông hành nhé. Taara chỉ là đại diện cho vị tướng có năng hứng đam tuyệt vời, giúp đồng đội thoải mái xả thương đằng sau và vị tướng cấu rỉa phải tìm ngòi thôi. Thứ tư, Lavi và vị tướng xạ thủ khác. Khi mà chúng ta khắc chế ở vị tướng cấu rỉa thì không thể bỏ qua cơ chế nốt chiêu thức của chiêu 2 Lavi, hay là việc kích hoạt các lớp giáp ảo bảo hộ, hay là kiểu như Joker không sợ đàm sát thương vật lý. Vẫn biết là sau khi Lavi chỉnh sửa chiêu 2 ấy, thời gian lâu thật, giáp ảo thì có ngon đấy nhưng mà không còn bất tử đâu khi bạn né được chiêu. Vì giờ lỡ kẻ địch mà vồ vào liên tục ấy, Lavi khó mà ngọ ngoại được. Ngoài Lavi chúng ta có thêm những vị tướng như là Elsu, Joker, Syndica, vỏ khuyết giày của bọn lính nhọn nhá. Hòa tận dụng chiêu cuối từ Capinni, Thorn, Wit để thể dọn lính thật là nhanh từ xa, giúp cho các vị tướng xạ thủ đỡ bị cấu rỉa hơn. Vì xong lính rồi thì còn làm ăn cái gì, chẳng lẽ đứng đó solo kill với nó đúng không, sau đó bị rỉa máu ư? Cách tối nhất là dù anh em pick kèo gì ấy thì nên cài uy áp cho cả trợ thủ và xạ thủ, mid nữa càng ngon. Dọn xong lính nhanh ta đảo ganh làm kinh tế chứ dại gì trơ mặt ra cho bọn nó rỉa đúng không? Đó là ở giai đoạn đi đường, còn sau đó ấy, thì cần các vị tướng chất tướng đồng dạng để rỉa đao tranh khép góc mà ép kể bên trên. Ví dụ thấy kẻ địch pick Elsu thì anh em có thể lờ mờ biết được bọn nó pick con gì thêm rồi, thôi pick luôn Fidu chặn chốt nó. Fidu lại còn đập Elsu khỏe đấy cơ mà. Nhưng với nhiệm vụ mà địch có nhiều khống chế cấu để quá ấy, anh em không biết đánh thì Lavi chính là phương án lựa chọn hợp lý ở đây. Nói gì thì nói chứ đây là vị tướng gánh team mạnh mà, bắn lan tỏa giao tranh rất là ngon, đặc biệt là cuối game. Chỉ cần anh em chiêu cuối chuẩn này, mở ganh hơi bị chất luôn. Lavi là vị tướng xạ thủ đòi hỏi nhiều trang bị, thành ra anh em phải cố gắng farm và đảo đường, thêm có uy áp rồi đảo ganh đường đội đi. Mặc dù anh em chê bảo là uy áp thì Lavi tích cái nội tại bắn chậm quá, nhưng mà thôi, dọn lính nhanh kiếm tài nguyên đã, chuyện đó tính sau. Hoặc là Joker là một lựa chọn không tệ khi bạn đối đầu quá nhiều sát thủ vật lý đúng không nào? Hay đơn giản hơn, sợ câu để ư, thế là pick Gidu, Lily, thôi pick Elsu luôn, hoặc là cấm. Chúng ta sử hiệu tinh linh, hòa luyện kim nhé, nâng mắc chiêu 1 và cài mắc nhất, bổ trợ thuốc biến. Thứ năm, Kahlii và vị tướng pháp sư sải tay dài. Với vị tướng pháp sư ấy, làm sao khắc chế lại bọn cấu đỉa, anh nghĩ là chúng ta thể lấy được chứ được cơ mà. Nói thẳng ra là thằng nào tay dài hơn thằng ấy có lợi, chiếm ưu thế trực diện vào việc bên nào cấu đỉa tốt hơn. Ngoài ra Kahlii là vị tướng có khả năng dọn lính nhanh, anh em cầm tới uy áp, farm xong thì ganh luôn, mít kệ nó. Bên cạnh đó anh em thể vận dụng thêm nhà Ikki, Liliana, Lictor và Rat để thể rỉa lại, dọn lính cũng rất là nhanh, lầy lội hơn như là đi Richter chẳng hạn. Có vận dụng chiêu cuối, anh em thủ ép trụ hoặc ép ra tranh rất là khỏe, rất là thích cái con này, cù nhây mà. Kahlii sau khi được làm lại 3 bộ thức để được búp, cùng với đó là tầm sử dụng chiêu thức xa hơn, khép góc mạnh thì Kahlii vốn đã khó chịu lại càng bá đạo. Đi đánh, Kahlii đánh cực kỳ ức chế lên kẻ địch khó lòng mà thủ trụ được. Cuối game khi bạn đã đủ trang bị ấy, chiêu của Kahlii hồi cực nhanh, vừa sấy đau lại còn để sấy liên tiếp. Tuy nhiên đây là vị tướng phụ thuộc rất nhiều khả năng vận dụng chiêu cuối của anh em nên phải cố gắng luyện thạo chúng ta mới phá được rank nhá. Sử dụng phù hiệu thần quang hỏa thánh thuấn thì phải tùy trận nhé, nâng mắc chiêu 2, cài mắc nhất, bổ trợ thông biến rồi. Và đó những chia sẻ cơ bản của em về việc khắc chế đội hình cấu rỉa. Anh em nào cách nào chi thú vị hơn thì cứ bình luận để chia sẻ với em và các bạn khác nhé. Chi cấu rỉa ta sẽ đánh nhiều vào cái vị trí đó chính là xạ thủ, trợ thủ và đường mid là vai trò cọ sát và đối chiến nhiều nhất. Bổ sung cho anh em chút là ngoài cách trên thì việc kéo thức địch về với đồng đội là một cách cực kỳ hiệu quả. Những vị tướng cấu rỉa thì thứ nhất đấy, bọn nó thường mỏng manh nhưng mà sát thương lại to. Chúng ta nếu kéo được có thể hạ ngay lập tức. Và Graves là một ví dụ anh em thấy nhiều nhất ở rank. Bên cạnh đó ta có thể có như là Wonder, Royi, lạc máy ủi, sẵn sàng lao thẳng vào đùi kẻ địch và kéo chuyển được kẻ địch. Nếu anh em có yêu cầu về nội dung hoặc thắc mắc bất kỳ điều gì trong clip có thể bình luận ngay nhé, kể cả là các góp ý tích cực. Hy vọng giúp anh em có thể leo rank dễ dàng hơn. Xin chào các anh em ở trong clip lần sau. Anh em ơi, em bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip ở trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của em nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh cho Red một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.